Này làm cái điều của trà sữa sẽ giới thiệu với mọi người quán trà sữa mới. Đây là cũng người quen của mình, cũng mong mọi người ủng hộ. Chúc nó làm sẽ đi. Đây là trà sữa. Alo. Alo. Đây là trà đào. Mình thích uống trà đào rồi. Chúng ta mình sẽ đi quay cái quán đó với quý vị nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình tí. Dạ. Quý vị, Lâm đang đứng quán sẽ đi vào. Hôm nay là cái ngày khai trương quán. Ở phía sau là chợ 30 tháng 4 nè quý vị. Đây là Lâm sẽ đi vào quán trà sữa nha. Đi qua quán này. Đây là thực đơn của quán nè quý vị. Là thực đơn của quán. Giá từ khoảng 12.000 đến 22.000 tùy theo size M hay là size L. Chủ yếu là quán phục vụ cho các bạn mang đi về là chủ yếu. Ở đây thì cũng có vài bàn để mà phục vụ cho mọi người ở đó. Đây là hai bạn đứng bán rồi. Nếu mà các bạn có muốn ngồi á thì cứ ngồi, nhưng mà phải ngắm được cái đường phố ở đây. Sau đây mình sẽ quay cái làm sữa tươi Trân Châu được. Trân Châu. Đó là Trân Châu hả? Cái này là cái gì vậy em nhỉ? Đường nâu. Đường nâu hả? Sữa tươi Trân Châu đường nâu. Mỗi cái là mình phải đo hết hả? Sữa tươi Trân Châu đường nâu. Đó là sữa tươi à? Sữa tươi. Alo. Xong đó hả? Ồ, cái này nhanh nè. thấy uống được không vợ? À vậy hả? Ủa mà có cần cải thiện gì thêm không? À giá hả? Ủa nhưng mà anh thấy giá cũng được mà. Hả? À vậy hả? Rồi cảm ơn em. À, cái địa điểm quán hơi nhỏ tí tại Lâm có nói lúc đầu rồi, chủ yếu là phục vụ cho các bạn sách về thôi. Đây là công đoạn qua nắp lại. Ok. Rồi, nhìn đẹp quá. Ủa, nãy nhớ em đó uống một ly rồi mà. Bây giờ thôi mình sai, mình uống sang lờ 2 ly luôn đi. Không biết chơi ở biết đường đâu. À ông nô tôi nhớ một đợt thì đặt tao có đặt rồi mà chưa giao. Tao thấy dòng vàng nữa nó chưa giao. Đây là các nguyên liệu là hai cái trà sữa Thái, hai cái dầu. Trả lời đâu có câu trả lời.